đi ba nè ơi, dọc đường xa thì lên yêu vì ta được. Ủa ở đây địa chỉ đó đó dừng để dọc ta có chiếc mấy hạt, ta hãy dừng lại xem qua cho biết. À, thì sao nơi đây có ghi cái bài tích liệt. Bài thứ nhất đây là sống tỏa sáng có một cũng quay, trong tay hay giữ cặp đạo thương, có tài ai muốn xá kinh thứ, phải được thuốc thì lại kích thương. Bài thứ hai đề là dân sĩ đáy võ đau, nhân dân già di điểm, định thượng thủ quỳnh kim, sông tả sáng tài nữ. Còn bài chốt đề là đủ tài mới định quốc ta, yếu đuối xin đừng đáng xích ta, dưới cái bám nhập kẻ bỏ băng, nơi đây không hút hình và khoa. Ngụ ý ba bài thơ này ghép lại tên là Lưu Kim Đính. À, thì sao nàng là Lưu Kim Đính đây mà. Ngụ ý ba bài thơ đó kinh khi đây không có một con gái gì vẫn liếu mùa không dưới dạng chứ tu dạng đẹp song phước lập chiếu của bài nghèo khách. À, nàng bán dạng hổ nhà thất tinh, khoe tài cho khỏi tiếng thị phi, làm như vậy ta phá cho rồi chứ để đó làm chi, có như vậy ta phải cứ dọc họ nè, thoát họ cảnh thị phi dưới thế phá. Hey. Mau tỏ sân và tách cho ta biết. Đó thấy đây đặng chính, đừng mong gặp cô ta là mười. À, vậy hai nàng không phải là Lưu Kim Đính à? Vào trong thôi, Lưu Kim Đính đến đây cho ta gặp mặt. Nhà ngươi mới gặp được cô ta. Phải. Phải đánh thắng hai bên ta mới được. Trời ơi, đánh thắng hai nhà ngươi. Phải. Hai cái chùm thấy mà ghét rồi đánh thắng. Tạm chứ. Thế nào? Ai để cho mà đông rồi đông? Chùm gì kể người ta? Để uống sao đánh không? Hai cái chùm bên đây, còn thêm hai cái cánh bên đây. Còn cái nàng kia, hai cái chùm ở đây còn cái chùm chết giữa, y như Hồng Hài Nhi. Ta không đánh với hai nàng, ta không đánh với hai nàng nữa. Vào trong Lưu Kim Đính đây. Không, ta nói rồi, đánh thắng được hai chị em ta mới gặp được cô ta. À, đánh thắng hai nàng mới gặp được cô nàng. Phải. Nghe bao lời ta tố phân, lời này vì đâu chắc nhau. Bao lời nói ra, hãy lùi về đời đánh ta xa. Là ta đây sẽ không thương tình, ta cho mi biết rõ phải nhận ta. Lời ai nghe không tỏ, là ta đây thấy tức trong lòng. Bao cùng ta giao chi nơi đây. Ôi, hãy bao lùi ngài, kéo không biết tay. Ta cho mi thấy ta là cao nha, sẽ cho mi bỏ biết tay ta. Giờ tranh đấu nơi đây ra tay. Hãy giữ thiện Minh Giang nha, để đầu lên khỏi cổ ra trong mắt ta rồi phải không? Từ từ, nàng nói là hãy giữ thiện Minh Giang để đầu lên khỏi cổ hả? À, nghe ta nè, sao? Hãy giữ thiện Minh Giang để bốn cây dừa rơi xuống đất. Hey, hey, hey. Từ từ. Nhìn mặt cũng đẹp gái chứ, mà sao đứng giữa đường chặn đường tăng cướp vậy? Thấy mặt đen trắng rồi nè, của tôi hỏi chị cướp mà đeo vàng quá trời quỳnh, quá trời quỳnh luôn vậy. Thì anh cướp tôi mới mua đồ xuống nhà người ta đeo. Hey, hey.
cho người thai nhi đứng. Sao? Ngờ ô dân tên kia mi là ai, từ đâu đến, sao lại dám đến sông tả sang đông phu? Ta cháu của Bảo hoàng điệp cứ miên tống chịu vương quân vương, nghe chưa? Người nói sao, người là Cao Quốc Bảo à? Chính thị. Có phải con của Cao Hiền hầu đại tống đúng không? Phải rồi sao? Phải rồi sao? Phải. Nhìn cái mặt buồn quá à. Là kìa. Trời đất ơi, thơm dễ sợ. Ai là không chết? Nghe Cao Lan à, nghe thiếp nói nè. Ai là Cao Lan của nè? Chàng là ơi, bài bận má rồi. Đẹp mà đồ đánh à? Chứ sao, gặp đánh. Đẹp nên mới đánh đó. Đánh thì đánh ta sợ nàng à? Sợ hả? Không sợ hả? Không sợ. Thế thì mời cha. Nghĩ sao ta đánh gì chỉ mà sợ nàng? Mời cha. Mời. Hey. Ngồi trên gì nó êm vậy? Trời ơi, sợ lắm. Nè nè kia, nè nè, nàng ngồi trên đâu không? Trên cái gì nè? Nè nàng ngồi trên cái chân của ta đó. Cái chân có Cao Lan hả? Ờ. Thế thì ngồi nữa nha. Ê, không được, trời ngồi thôi mà còn nhúng nhúng nữa. Này nè kia, ta còn con trai nhiều nhẹo đó nha. Nàng ngồi như vậy, lỡ ta đi ngang, ta thấy mất đời trai của ta sao? Trời ơi, nói chuyện mà cũng thấy cưng á. Nè. Sao? Trời, nó ngồi nó cầm điện thoại, trời ơi là trời. Người ta hút nóng tèn tèn mà nó còn gặp điện thoại. Đây nàng kia. Sao? Trời ơi ta, ta còn con trai nhanh nhẽo mà nàng hút ta như vậy. Lỡ người ta đi ngang, ta mắc cái đời qua, trai đu đủ đực của ta sao? Nè, đánh nữa không? Đấy, ta sẽ đánh cho nàng biến mặt. Ta sẽ đánh cho nàng tan băng giáp. Đánh cho nàng lớp môi son. Đánh cho nàng. Sao? Không còn hút cao da của Bảo nữa. Nè, có gì bên kia nha. Bên chàng hấp. Hồi nãy á, đòi ta đánh ta tan manh giáp mà. Hồi nãy ăn hiếp ta dữ lắm mà. Này nè kia. Sao? Tài đấu với tài, ta đây mới để. Còn tài đấu với phép, ta chẳng để bao giờ. Ta vô ý thì bị nàng bắt giữ. Đó là một giảng tứ hạ tư. Tài giết ta đi. Qua đang diễn chứ đi đây ta còn sống hả?
thì nay sẽ dở cười dở khóc đó. Trời đất ơi, dạ, dạ, cái mặt giận dữ nhìn cũng thấy cưng quá. Đây là cái gì xe nè con Loan à? Hai con Loan của nè. Nói đây nè con Loan. Nói sao? Nàng đem tài ba để giúp cho bóng bạc à? Dạ phải. Oh yeah. Nghe sao? Quả chim chắc mới được. Tâm tình lơ đơ đây đã không bằng lòng. Quả tình tờ duyên kết nhau cho đời à. Ta đã nói một lời chỉ thật, sao nàng mà bỏ ta dành đất chỉ trời? Tại vì buổi sơ giao chàng chẳng thốt được lời, lòng lo sợ trọn đời hỏng chung kết. À, vậy thì nếu là ngày thì ta sẽ thề thốt cùng luôn nương, bước nguyện ba sinh. Trời ơi, là chàng thề đi. Bắt khó nữa, bắt thề nữa trời ơi. À được rồi, nếu sau này cáo giáo phụ giải tập tình, cho cáo cứ báo. Sao? Cho cáo cứ báo. Sao? Leo lên người ớt té xuống bờ hành cho hành động đòi ruột đi. Trời ơi, thật độc lắm á. Trời đất ơi, thề cái gì mà leo lên bụi ớt té xuống bụi hành đâm chàng rồi cái sữa. Trời ơi, thật độc lắm. Trời đất ơi, cái tướng của chàng mà đè xuống là cộng hành nó dịp lép như vậy nè, sao mà đâm chàng được nè. Chàng cực đùi như vậy á, cho chàng đứng đây phơi nắng chứ đi về hả? Thôi đừng có phơi nắng, trời ơi, giữa trưa nắng mà đứng đây phơi cho thành nhớt quá. Không, người ta thề là cho nàng nghe nha. Rồi sau này cao giáo phụ giải thất tình, à kiếm gì độc độc cho nàng tin mới được. Nếu sau này cáo giáo phụ giải tâm tình, cho cáo cứ báo. Sao? Cho cáo cứ báo. Sao nè? Lạc tử quán ba chắc dạo dục. Lạc tử quán chẳng tin dạo dục. Đúng rồi đó, mà chẳng phải ghê lắm mà dữ lắm. Lời thề lạ nhưng lòng dân cảm xúc hô thô. Đã bả nè. Lưu nương hôm mai đây vương tình sẽ lo hôm mai mình về mặt đông nước sẽ tình vương khi ta nhắn theo bao giờ duyên có đâu đâu không nói có ai đâu rồi chúng ta đây chúc chồng cao trai có đi đâu nàng thân thiện. Lưu nương sẽ ra hay Cao Lan, Cao Lan, Cao Lan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời ca về hào bán cùng rồi ta trói luôn được các em hãy mau thi hành theo mưu kế đã đường xá xôi nhiều vậy à, ta đã thấm mệt phải tìm lại quán chung để trọ chúng qua đêm à. Xa xa có một quán chung kìa. Dạ kính chào hai chủ quán. Dạ dạ chào dạ, 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 lắc. Dạ dạ chào quý khách. Dạ chào cô chủ quán à, tôi đi đường lỡ ngang đây à, tôi có thể dừng chân ở đây để trọ qua một đêm được không ạ? Dạ dạ được, mời khách chào trong. Dạ à, xin hai dạ, chủ quán chữ thương chữ người dạ. Được thôi ạ à. Chủ quán mà mặt xinh. Dạ dạ mời khách ngồi đây, khách ngồi đây không có mát đâu khách ơi, ngồi đây mới mát nào. Trời ơi ác dễ sợ, ngồi đó không mát. Dạ, ngồi giữa bóng nắng mà kêu mát. Dạ dạ rồi, cảm ơn hai cái chủ quán. Dạ. Hai cái chủ quán nghe ta hỏi. Dạ quán mình có bán cái gì? Bán hả quý khách? Món đúng rồi, món của em rất là nhiều món. Rất là nhiều món. Dạ đúng rồi. Món gì món gì? Dạ món kêu qua này. Món gì? Kêu qua này. Kêu qua nay. Kêu qua nay là món gọi là gì? Hôm qua, hôm kia, hôm nay để 3 à. Ngày mới bán là kêu qua nay. Trời ơi. Món hôm qua, hôm kia, hôm nay để 3 ngày cộng đây là kêu qua nay. Dạ. Ăn xong có đi không? Dạ không. Trời ơi. Kể món liền cho ba nghe. Món dạ. Gì, món gì? Dạ. Chua cay mặn ngọt. Chua cay mặn ngọt. Món chua như thế nào? Món chua hả quý khách? Ừ. Dạ. Khế quý khách. Dạ em nhào với chanh đó quý khách. Trời ơi, khế mà nhào với chanh mà bà kêu mua. Dạ, thì món chua. Rồi món cay. Món cay với khách. Dạ món cay à. Em lấy ớt khô, ớt tươi, em xào với tiêu nè, ớt sa tế. Ớt có cay quá à. Rồi, rồi món ngọt. Món ngọt với khách. Dạ món ngọt. Trời ơi, hãy đi con chịu ăn đó hả. Mật ong ngào đường. Mật ong ngào với đường. Thì món ngọt. Ít có ngọt quá à. Dạ. Coi món chua, món cay, món ngọt. Thôi cho ta màu rượu được rồi. Màu rượu với khách. Dạ, khách lẹ quá. Rượu, phải có người phục vụ không biết không? Trời ơi, phục vụ nè. Cảm ơn, trời ơi, cảm ơn. Dạ, uống hết. Đứng nắng thích cho nó vui. Đẹp trai quá à. Hết đẹp trai quá à. Cảm ơn quá khen, ở Kinh Thành ai cũng khen vậy hết. Dạ, hát nữa đi. Rồi, rồi cảm ơn hai cô chị quá xinh đẹp. Bây dạ. Giờ tính tiền cho ta để ta dục gió lên cương. Trời ơi, còn mà, còn uống vậy. Nữa hả? Uống tới mai cũng chưa hết à. Rồi, dạ. Rồi hai cô chị quá, tính tiền cho ta nghe. Dạ, tính tiền. Dạ, nãy quý khách vô bên em giữ thương ngựa cho quý khách đó quý khách. Dạ. Dạ, năm quan. Giữ thương giữ ngựa là năm quan. Dạ. Rẻ quá vậy. Dạ, với quý khách ngồi hai quan nữa là chín quan. Ngồi hai quan là chín quan. Rẻ dạ. Vậy. Cốc hai che phục vụ. Lấy rẻ thôi, hai quan. Rồi. À, từ 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 từ. Cái này gọi là công gì? Dạ, công phục vụ. Ở trên Kinh Thành của ta đó, người ta phục vụ cho ta, người ta phải bo lại cho ta đó. Phải tặng tiền lại cho ta đó, thì tặng tiền cho hai cô là sao vậy? Thì quán em phải vô phải kể phải đồ phải hao hơi một... hao hơi hả dạ rồi dạ con
cái ghế khách rồi một quan. Tính rồi, ủa sao cô này hai quan, cô này một quan, sao cô này kìa không bắt gì. Dạ, em giảm giá cho quý khách. Rồi, là 10 quan, rồi 10 quan, đẹp quá trẻ. Chưa. Dạ, nãy về kể khách ăn nữa là 5 quan, tổng cộng là 9 quan. Kể không mà 5 quan hả? Dạ. Rồi. Từ ngày mở quán bây giờ chưa ai vô, quý khách là người đầu tiên. Hết hồn vậy. Hôm là... qua em cũng đi rồi, quán, thì chặt đẹp giống như vậy. Kể gì là 15 quan. Dạ. Rồi còn gì nữa nói luôn. Kể hết rồi quý khách. Trời ơi, 15 quan quá rẻ. Dạ. 15 quan ta sẽ tặng cho hai nàng, thì 5 quan đó là 20 quan. Dạ. Ta là con nhà quan mà đối với ta quan không thành vấn đề. Thấy quý khách là biết rồi. Quan. Dạ, dạ có 20 quan rồi quý khách. Dạ 20 quan. 20 quan. Dạ. Trời ơi, tôi đứng thấy ghét vậy sợ. 20 quan cũng không thành vấn đề. Dạ. 20 quan là 20 quan. Hai con chị quá xinh đẹp. Dạ. Vừa đẹp vừa dễ thương là vừa hiền. Ồ, anh cũng nói vậy chứ. Hai con chị quán ơi, vì ta vô ý trên dọc đường đi đã đánh rơi túi bạc, cho nên bây giờ bạc không có trong người, nên ta không có trả tiền trả bạc cho hai con chị quán được. Ta hẹn một ngày gần đây ta sẽ trở lại đây để đền tạ và hậu tạ. Có được hai con chị quán xinh đẹp dễ thương hiền hậu. Chị nói là không có tiền á hả? Dạ không có tiền. Không có tiền thiệt vậy hả? Dạ cảm ơn. Rồi. Dạ nói cho quý khách nghe nha, quán của em á có thầy có chủ. Ăn xong á thì phải trả đủ tiền. Nếu không đưa thì lấy làm phiền. Bộ simi đây tôi xin giữ lại. Không được, không được, không được. Trời, trời từ kinh thành tôi đi đến hội giao thành thương chỉ đem có một bộ đồ à. Lấy rồi tôi mặc gì tôi đi. Đồ đẹp chứ bộ. Nhưng mà hai cô chủ quán ơi, thương tình đi. Không, không được. Không có tiền thì tôi xiết đồ à. Đã bao lời im bảo mà hai cô cũng chẳng cho đi. Không. Bây giờ hai cô tính sao? Không đưa tiền thì tôi mới cho đi. Chào thì sao? Không. Không, ta nói cho hai cô nghe, ta là cao giáo của Bảo, con của quan nhà trên, lỡ đi đường rớt mất túi bạc, nên ta xin hẹn lại một ngày đây, ta sẽ trở lại đây hộ tạ. Mà hai cô không có tiền hả? Phải. Nè, tôi lấy cái này lại rồi nha. Không được, cái này mới làm đó. Có tiền tôi mới chơi đi, có tiền tôi không chơi. Sao? Đi. Đã bao lời em chịu, mà hai nàng không có đi, thì hai nhà nàng được cái tất tay của cao giáo của Bảo đó nha. Sao, chắc là chắc sao? Chưa cho hai nàng biết mặt thì hai nàng sống sợ à. Đợi nó một tí. À, thì ra là có đồng minh ở dưới. Ta đâu có sợ. Sao? Đó, ta có rồi. Giờ trả không? Đã có lợi em hả? Mà hai nàng còn dám đứng đây chặn đường cầu gia. Được rồi, ta sẽ cho hai nàng biết tay cầu gia ông quân tao. Ê, ta có không? Cho con đi với bà nha. Còn cái gì nếu mà ghé ăn á em muốn có ăn thịt. Dạ chứ ăn gì? Em cho anh hết.
nói bà ơi. Trời, tại lỗi đùa con rơi túi bạc chứ con không thể nào mà anh cứ bao nhiêu cặp đường hết, bà thương bà tha cho con đi nha bà. Không phải không, không chữ phải không? Các con dạ. Nấu gạo nếp xôi, mẹ luộc anh nàng này ăn thôi. Dạ cơ. Bà ơi bà. Sao? Trời, đứng mà còn tạo dáng nữa. Cầu cầu xin bà. Dặm bà đầu giáng sinh na, hãy dừng tha còn một lần là lầm luôn. Đấy gì? Cao cha đâu bye.
con lỡ dài một lần con đã hứa kết với con đàn lưu nữ, mà bây giờ bà bắt con đi lỡ đàn lưu nữ không có con, hai em chồng là ủa sao cái tay hồi nãy sần sùi, sao cái tay bây giờ đẹp như vậy, trời ơi bất manh à, thơm cái gì à, chồng thơm lắm. Lưu đưa mời cứu anh, bà chăng, bà chăng đúng, bà chăng ở đâu? Trời, bà chăng bà đòi dở thịt anh, mai nhờ có em cứu. Lưu đưa mời cứu anh, giết bà chăng đi, cô Lưu đưa. Bà chăng là em là bà chăng. Em nói chơi hoài, em xinh đẹp như vậy mà sao em là bà chăng được? Đừng có giỡn với anh nha, hồi nãy giờ anh sợ á, trời sợ muốn té chết luôn á, mà em là bà chăng, anh không có tin đâu. Cao Lan, Cao Lan không tin nữa. Phải, không có tin là bà chăng. Cao Lan coi nè nha. Làm sao tin được? Thiệt á, có Lưu Lưu ở đây rồi, 10 bà chằng ta cũng sợ, ôm cái coi chơi cho sợ hết sợ rồi. Thiệt á, tao nói cho Lưu Lưu nghe, bà chằng ở đây mà gặp Lưu Lưu, bà chằng cũng sợ. Có Lưu Lưu rồi, lặp. Sao cái tài, cái tài. Trời Lưu Lưu, trời Lưu Lưu ơi, nàng biết tao sợ, mà nàng còn má bà chằng để hù ta, tao giận nàng đó. Chàng thề thốt như thế nào? Trời, cậu chính giác. Thôi được, thì tao ở đây, tao sẽ cùng nàng kết nghĩa ba sinh, nàng có bằng lòng không? Nghe lời nói tâm hồn xa xin, trọn đời này hốt thở chẳng hề phai. Lưu Lưu, lìa sống quá đi ngay đã đâu.
chân lưu luyến để ăn sống ba gì phù thường quy tầm mà chốn nhung nhường vì yêu hiền sâu ôi có hai nên dành tâm ba lâu hòa đừng quen thôi thương tình em ơi. Sẽ bà chỉ cầu quê à dê tạm biệt đu đu tạm biệt chắc chắn tạm biệt tạm biệt. Xin bái biệt bái biệt. Hãy
Tào A Văn xảo trá mưu mô, lúc nào cũng muốn thống nhất chư hầu, huy diệt một mối, còn giữ Đổng Ngô thì... Thì sao? Giả kích trình của Thái, Đổng Ngô và Tây Thục chứ huy diệt một mối, rồi đây sẽ liên kết thông gia. Nếu như vậy thì hai nước sẽ giao hòa, diệt tập và đức để bá chỉ phục lại một. Giả kính trình của Thái, vì thế cho nên khi hay tin tôi rồi đã lên đường, khi được lệnh của vũ huynh mời à, tôi không ngại đường xa xôi chịu dậy, vua thiệt lòng muốn dẫn chủ dương đến Đổng Ngô cầu quả mẫu hậu, nếu không gây lưu bị thức mòn à, xin báo hoàng đừng tan chủ hồn. Lời lưu sứ rất hợp ý ta, nếu đây đó cùng hợp sức chống ngăn thì ta hòa ngăn không còn mạnh giả.
ủng hộ tôi Quỳnh Trung dân cờ giật đất Huệ Viên văn kỳ thanh tất tiên kỳ hình nay tận mặt nay tận mặt mới biết là vô vô danh tiểu to xin cho phép triều dân thánh ý.
đây Triệu tướng quân, nếu vua hầu đã có lòng đại cố thì Triệu tướng quân phải dùng cạn chém cho người vui. Tướng lĩnh, nhưng nhớ cẩn trọng lên nha. Để người ta khổ gian nhất vô.
mà tha cho cha quê coi tội rơi đâu. Dẫu cho cố ý hay vô tâm cũng không nên truyền quân nhằm cũ, vì ngày hôm nay là ngày đôi bên hội ngủ. Ai lại đi giết người, ai lại làm cho máu đổ đầu rơi. Và lại vai trên quốc lộ chẳng khác nào như bể rộng non cao, thì xin nên tha thứ cho kẻ đã lỡ lòng nhất mẹ. Mấy xin mẫu hậu hãy nhận lời cầu khẩn của sứ quân, còn đối với con không bao giờ cãi qua lời mẹ. Dẫu ngày nay con ngồi trên ngôi cả cao sang, con vẫn một lòng yêu kính với mẫu thần. Tội con linh thần tướng hàng nhiên, tội của con là tội đáng điên đầu. Vui tình bức mộng lòng lòng ta quanh đi, qua thiên thai lùng số quân là người đổ lượng. Được ta tha tội chết nhưng tội sống phải bị khai đăng. Trời ơi hoàng mẫu, chuyện cá nước mực chưa phí giả, giết cái nhà ai nói đành lòng. Được bà Lý rất nhiều sinh, tha là tha tụi chết chưa này. Dạ chưa tha. Dạ tha là tha tụi chết, bay đầu liền tại chỗ nghe chưa. Dạ còn tụi sống truyền đuổi ra thành ngoài. Dạ dạ con đội ông quốc thái. Dạ đội ơn luôn tôi. Dạ Luân sư huynh. Dạ Luân sư huynh bảo là sang Đông Ngô với cầu Hôn Ngô quận chúa. Dạ vậy nghe mụ phán ngay đây, Luân sư xá cam lộ an tại. Dương Nhi. Dạ Dương Nhi tua thối phản cung son. Luân sư huynh. Dạ Dương Nhi. Dạ nghe mụ phán đây này, muốn bằng lòng nhận cái quân làm rễ đông sang của hồi môn, của hồi môn mụ sẽ tặng luôn cho Luân sư quân Kinh Châu phủ quận. Không tâm mẹ bãi cam lộ tự cha tả mụ quạt quạt mụ quạt giảng quý. Mẹ, mẹ, bảy việc vương quân